3 món đồ các bạn không thể thiếu khi tập street workout và calisthenics. Nếu bạn đã từng bị như này khi tập muscle up, mẹ trơn phao, vậy thì đừng lo, đã có phấn thể dục dụng cụ. Từ khi dùng phấn thể dục dụng cụ, mình kéo xà vô tư luôn, không phải một cái mà là 2-3 cái cùng một lượt luôn. Nếu như bạn tập hít đất hay là tập clean planche đi đau cổ tay thì Pares sẽ giúp cho bạn làm được như này. Nó có thể giúp các bạn tập những bài cơ bản như hít đất hay nâng cao hơn tầm chuối. Và cuối cùng đó chính là chiếc dây kháng lực. Chiếc dây này sẽ giúp các bạn tập những bài cơ bản nhất như kéo xà hay là muscle up và nâng cao hơn front lever. Và không thể thiếu đó chính là planche. Còn món đồ nào mà các bạn thấy cần thiết thì hãy comment cho mình biết nha. Bye bye các bạn.